Man United thua tan tác trước Crystal Palace. Rộ tin Ronaldo lọt tầm ngắm của Inter Miami. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp khó ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Thua sốc Crystal Palace, Man United tạo hai kỷ lục buồn. Rạng sáng nay ngày 7 tháng 5, trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Ngoại hạng Anh khiến Man United liên tiếp phá kỷ lục về số bàn thua, số trận thua trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Theo báo chí, tính cả 4 bàn thua trước Crystal Palace, Man United có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh phải nhận đến 81 bàn thua trong một mùa. Con số này có thể sẽ chưa dừng lại bởi thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn còn đến 3 trận chưa đấu, trong đó có cuộc chạm trán Arsenal ở vòng tiếp theo. Lần gần nhất Man United để thủng lưới nhiều hơn 80 bàn đã diễn ra từ mùa giải 1976-1977. Khi đó, giải vô địch quốc gia Anh vẫn chưa mang tên Premier League. Ngoài ra, Man United còn có lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh để thua đến 13 trận trong một mùa giải. Những ca chấn thương liên tiếp, gần nhất là trường hợp của Bruno Fernandes và Harry Maguire, đã khiến cho mọi tính toán của huấn luyện viên Ten Hag cho Man United ở mùa này đổ bể. MU bị Chelsea vượt mặt trên bảng xếp hạng và đứng trước nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới. Ngày 25 tháng 5 tới, Quỷ Đỏ còn một cơ hội để cứu vãn mùa giải bết bát, đó là trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, đối thủ chờ thầy trò Erik ten Hag lại là Man City. Đội bóng của Pep Guardiola chưa bao giờ chơi tệ ở giai đoạn cuối mùa. Rộ tin Ronaldo lọt tầm ngắm của Inter Miami, fan chờ CR7 sát cánh cùng Messi. Mới đây, một nhà báo thể thao người Ả Rập đã tiết lộ rằng Inter Miami đang tìm cách đưa Ronaldo về trong tương lai gần. Họ thực sự muốn tạo nên vụ nổ trong làng bóng đá thế giới bằng việc để Messi đá cặp với CR7. Trong nhiều năm qua, Ronaldo và Messi luôn có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, từ khi đôi bên còn ở phong độ đỉnh cao cho đến hiện tại đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Họ đều không có dấu hiệu ngừng tỏa sáng. Việc chiêu mộ Ronaldo không phải là vấn đề quá khó với Inter Miami. Hiện CR7 chỉ được trang Transfermarkt định giá vào khoảng 15 triệu euro. Tuy nhiên, mức thu nhập mà siêu sao người Bồ Đào Nha đòi hỏi chắc chắn không hề nhỏ. Ở câu lạc bộ Al Nassr, cầu thủ sinh năm 1985 nhận số tiền lên tới 200 triệu euro một năm. Con số ấy cao hơn rất nhiều so với những gì mà Messi được hưởng tại Inter Miami, khoảng hơn 60 triệu euro một năm, chưa kèm những khoản hoa hồng khác. Do đó, Inter Miami sẽ phải suy tính rất nhiều nếu quyết tâm theo đuổi việc chiêu mộ Ronaldo. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Inter Miami muốn chiêu mộ Ronaldo. Còn nhớ vào năm 2022, đội bóng của chủ tịch David Beckham vốn có ý định đó. Thời điểm ấy, Inter Miami còn chưa có ý định mang Messi về. FIFA lần đầu ra mắt bảng xếp hạng Futsal, Việt Nam hạng 33. Tối ngày 6 tháng 5, lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA chính thức công bố bảng xếp hạng Futsal thế giới. Trong đó, Futsal Việt Nam dù thất bại trong việc giành vé đến Futsal World Cup 2024, vẫn được xếp hạng 33 thế giới, hạng 5 châu Á và đứng top 3 Đông Nam Á. Ở lần công bố đầu tiên này, Futsal Thái Lan bất ngờ nằm trong vị trí top 10 thế giới, với vị trí thứ 9, thay vì vị trí 29 vừa được cập nhật trên bảng xếp hạng của trang Futsal World Ranking. Với Indonesia, họ xếp hạng 29 thế giới, top 2 Đông Nam Á. Trong lần đầu tiên công bố, đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA là tuyển Futsal Brazil, đội vô địch trong 9 kỳ FIFA Futsal World Cup đến nay. Đứng sau là Bồ Đào Nha, đội có mặt tại Futsal World Cup 2024 với tư cách là đương kim vô địch và sở hữu hai chức vô địch châu Âu gần đây. Tây Ban Nha, đội có hai lần vô địch FIFA Futsal World Cup vào năm 2000 và 2004, đã 7 lần vô địch châu Âu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng Futsal nữ cũng được ra mắt, trong đó Futsal nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 13. Số liệu xếp hạng trên được FIFA dựa theo số liệu thống kê thu thập được từ hơn 4.600 trận đấu cấp A. FIFA định nghĩa một trận đấu quốc tế cấp A là trận đấu giữa hai thành viên FIFA mà cả hai thành viên đều có đội hình chính thức là đội A tham dự. Tại châu Á, Futsal Iran là một trong số những đội tuyển có đến 3 đội hình ABC tham dự các giải đấu khi nhiều chân sút của họ đang thi đấu tại châu Âu. Hệ thống xếp hạng mới này phục vụ cho các giải đấu sắp tới của FIFA. Trước tiên là Futsal World Cup
gồm cả lễ bốc thăm được công bố gần đây cho Futsal World Cup 2024 tại Uzbekistan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp khó ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian để hội quân trước khi hướng đến trận đấu với Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Nếu không có gì thay đổi, vào ngày 6 tháng 6 tới đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận ra mắt khán giả Việt Nam ở cuộc đọ sức với Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình. Nhưng theo tìm hiểu, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể hội quân từ ngày 1 tháng 6 sau khi vòng 22 V-League khép lại, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có vỏn vẹn 5 ngày để làm quen, tập luyện cùng nhau. Điều này chắc chắn là thử thách khó với nhà cầm quân họ Kim. Đặc biệt, đây là lần đầu ông làm việc với các cầu thủ Việt Nam. Nhưng cũng may cho ông Kim khi Philippines bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đoàn quân áo đỏ. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân của đội bóng này. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam còn được chơi trên sân nhà và được tiếp sức bởi sự cuồng nhiệt của khán giả nhà. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm sau 4 trận và không còn nhiều hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, các trận đấu ở vòng loại này có tính điểm FIFA nên chắc chắn những chiến binh sao vàng vẫn sẽ chiến đấu hết khả năng để cải thiện thứ hạng